Ok, một anh trai 14 đời bánh chưng và câu chuyện của ảnh như sau. Khi quá bất lực, mình nên làm gì hả chị? Em cũng đang là một người trong trường hợp đó. Thì người ta có câu là ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi á. Nói vậy thôi chứ đừng làm nha. Thì bất lực hả? Để coi, bất lực quá thì nên làm gì hả? Nên ngồi cục đấy. Nên ngồi cục đó nha, kiếm một xó là ngồi xong rồi trầm tư suy nghĩ về cuộc đời nha. Em nói thiệt á, mỗi khi mà Yuka bất lực á thì sao ta, biết làm gì giờ, thì bất lực thôi, bất lực thì bất lực thôi. Chuẩn như sách giáo khoa. Không có, đâu có suối bậy đâu, mình nói đùa thôi à, các bạn ạ. Cái gì đấy? Để coi. Nhưng mà cái vấn đề mà khiến anh trai bất lực là gì? Tại vì nếu như mà Yuka bất lực á hả? Để xem một tình huống nào thì Yuka sẽ cảm thấy rất là bất lực ta. Kiểu như mà mình muốn làm một cái gì đó nhưng mà mình làm hoài không được thì nó sẽ có cảm giác bất lực, đúng không? Đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Thì sau sau cái khúc mà bất lực đó thì Yuka sẽ đi lên mạng tìm cách làm, hoặc là nếu mà làm không được thì Yuka sẽ đi nhắn tin cho staff, kêu staff hướng dẫn, kêu staff chỉ. Nói chung là mọi sự bất lực đều sẽ được giải quyết bằng một cách nào đó thôi. Nói chung là suy nghĩ tìm cách giải quyết á, chứ ngồi đó bất lực cũng đâu được gì đâu. Còn nếu như mà có một bữa thì bất lực vì gì nhở? Mất file. Là hôm đó Yuka thu âm xong rồi bị mất cái file thu âm đó, là do không có bị lưu. Không có bị lưu á, xong rồi để máy tính nó, cái người nhà vô xài cái tắt shut down, bye bye, cái nó mất luôn. Xong rồi cái bật lên cái kiểu nước mắt em lâu bằng tờ 5 lít. Tôi đã trầm cảm suốt nguyên một đêm, nhưng mà sau đó em đã đi tìm truyện tranh đọc, và thế là đã không còn bất lực nữa, đi thu âm lại thôi, có gì đâu. Sầu thiệt á. Nhưng mà mọi người không biết cái cảm giác đó đâu, như kiểu là sao ta, mình đã rất là cố gắng để ca hát á, như kiểu là bình thường á, cái file mà nó còn á, đúng không, đi thu âm thì sẽ bị mất đờm. Tới cái hôm á mà mình hát được, cổ họng không bị làm sao, hát rất là ok á, thì bị mất file. Cảm giác như là bị trêu đùa vậy, biết hiểu không? Cái kiểu là ông trời đang chơi đùa con tim bé bỏng của tôi vậy đó. Nên là sầu lắm. Nhưng mà hôm sau sau đó em đã tự trấn an mình, các anh các chị ạ. Và thế là không còn buồn nữa, đi làm lại thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.